các mục sư của sáng hôm nay. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được tiếp đón quý khách mời là đại diện chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố, các huyện, nơi mà các mục sư nhiệm chức cầu phong đang hầu việc Chúa cũng có mặt với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Chính quyền Cần Thơ thì chúng tôi ghi nhận cấp thành phố thì có ông Đoàn Văn Hiếu, Phó Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ, bà Phan Thị Thanh Trúc, chuyên viên phòng nghiệp vụ, ông Trương Công Thành, Phó trưởng phòng BA02 thành phố Cần Thơ, ông Trần Tấn Đạt, phòng BA02 thành phố Cần Thơ, ông Hoàng Hà Giang, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Đại diện cho chính quyền, đoàn thể và cơ quan chức năng của tỉnh Long An, chúng tôi ghi nhận các tỉnh ở đây. Ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Long An. Ông Nguyễn Văn Mừng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An. Ông Phạm Văn Giờ, ban dân vận tỉnh Long An. Về chính quyền cấp huyện, chúng tôi ghi nhận ở đây ông Lê Quốc Phương, chuyên viên phòng nội vụ huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Ông Phan Chánh Tư Em, phó phòng nội vụ huyện Phong Điền. Cô Phan Thị Thùy Lam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền. Ông Nguyễn Quốc Trung, phòng nội vụ. Hậu Giang. Bà Hồ Thị Hoàng Anh, phòng nội vụ quận Ninh Kiều. Về chính quyền Cà Mau thì chúng tôi ghi nhận có đại diện của chính quyền huyện Đầm Dơi, ông Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Văn Chiến, trưởng phòng nội vụ huyện, trung tá Hồ Chí Dũng, phó đội trưởng đội an ninh. Đó là các khách mời chúng tôi ghi nhận có mặt ở đây. Chúng tôi xin ghi nhận thêm ở đây về phía đại diện của chính quyền và đoàn thể của tỉnh Vĩnh Long. Có ông Nguyễn Phi Hùng, phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long có mặt với chúng ta. Ông Đào Thanh Tuấn, trưởng ban dân tộc tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long. Đây là các khách mời mà chúng tôi ghi nhận trong thời điểm này. Xin thay cho ban tổ chức, chúng tôi có lời kính chào mừng để đến toàn thể quý vị quan khách của chúng tôi. Kính thưa quý quan khách và hội thánh, bây giờ chúng ta bước vào trong chương trình thờ phượng Chúa và cử hành lễ khấn phong mục sư cho các mục sư nhiệm chức cầu phong của sáng hôm nay. Trong tinh thần dân sự vinh hiển cho Chúa, tôn ngợi ba ngôi của Chúa Trời chí cao, chúng tôi kính mời với quan khách và toàn thể hội thánh cùng tôn ngợi Chúa. Thánh ca số 378, trung thành tín nghĩa. Đây cũng là bốn đức tín cần có của người lính giỏi của Chúa Giêsu. Chúng ta hát bài hát này trong tinh thần mong ước các tôi tớ của Chúa sẽ là những người lính thật sự giỏi giang và kết quả cho Chúa. Có bốn đức tính trong bài hát đã điều này, và chúng ta cũng ao ước rằng đời sống của mình cũng sẽ trở nên những người lính đường Đức Chúa Trời đẹp lòng và tin dùng chúng ta trong công việc của Chúa. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2 của thánh ca 378 và nghe đàn, chúng ta sẽ hát hai câu còn lại.